Emily kính chào tái ngộ quý ông bà, cô chú và quý khán thính giả gần xa đang xem chương trình thời sự Hoa Kỳ do Emily và cộng sự thực hiện. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui, bình an và hạnh phúc. Trước khi bắt đầu chương trình, rất mong quý vị hãy dành cho Emily và ban biên tập một lời yêu thương bằng cách bấm đăng ký kênh để ủng hộ Emily và cộng sự nhé. Và sau chương trình, xin quý vị hãy chia sẻ những nội dung hấp dẫn này đến với nhiều người hơn để cùng nhau tạo nên một cộng đồng ủng hộ Tổng thống Trump năm 2024, thưa quý vị. Trở lại chương trình hôm nay, xin gửi tới quý khán thính giả những nội dung đáng chú ý sau đây. Kinh Hoàng đã xác định được danh tính người tự thiêu bên ngoài tòa xử án cựu Tổng thống Trump bị đảng Dân Chủ và truyền thông Mỹ che đậy. Biden chỉ trích nặng nề khi phản đối việc các giảm thuế của Trump, nó sẽ hết hạn và nếu tôi được bầu lại, nó sẽ vẫn hết hạn. Căng thẳng leo thang ở Trung Đông có thể gây cú sốc mới cho thị trường toàn cầu. Mỹ không chấp nhận Palestine là thành viên của Liên hợp quốc. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, Tổng thống Trump hiện đang bị xét xử ở Manhattan vì vụ giấu tiền của Avin Brass luật sư đặc biệt Judge Smith đã truy tố Trump về hơn 40 tội danh liên bang. Biện lý quận Fulton Fanny Willis đã truy tố Trump về tội Rico. Đáng chú ý, tất cả những kẻ đang truy tố Tổng thống Trump đều được tài việc cho Soros tài trợ và họ đều là những kẻ vô pháp vô luân được sự bảo kê của chính quyền Biden. Trận đến này của Donald Trump mà nói quả thực là khó khăn tứ bề. Hàng loạt cuộc biểu tình phản đối từ dân Mỹ đối với các tòa án cánh tả này do đảng Dân Chủ đang điều hành. Nhiều sự bức bối chính trị đã thể hiện rõ ràng trong lòng các cử tri. Thế nhưng vì chúng có lực lượng truyền thông quá mạnh, cho nên các vụ biểu tình phản đối tòa án đều bị chúng lấp liếm và che đậy hết. Điển hình trong phiên tòa thứ ba xét xử cựu Tổng thống Trump, một người đàn ông đã nói lên sự bức xúc của mình và đã chọn cách hy sinh mạng sống để gây chú ý tới dư luận. Ông ấy châm lửa và tự thiêu bên ngoài tòa án hình sự truy tố cựu Tổng thống Donald Trump. Ông được xác định là Matt Astarello, 37 tuổi. Theo lời các nhân chứng kể lại, ông ta đi vào công viên công cộng đối diện với tòa án, tòa lạc tại số 100 Center Street vào khoảng 1 giờ 30 phút chiều, vào thời điểm kết thúc phiên tòa xét xử lệnh bịt miệng của cựu Tổng thống Trump với bồi thẩm đoàn. Ông đã tẩm lên người một lượng chất dễ cháy, sau đó ngồi xuống rồi người ta thấy cả thân người ông chìm trong biển lửa. Cảnh sát New York sau đó đã bao che chắn và ra lệnh truyền thông tung các tình khác nổi bật hơn, không che đậy vụ việc. Chỉ có tờ The Gateway Pundit may mắn đã ghi lại được khoảnh khắc đó và công bố cho dân chúng biết. Tuy nhiên, bài báo của cơ quan truyền thông sau đó đã bị đội ngũ kiểm duyệt của phe dân chủ ra sức hạn chế sự xuất hiện liên tục là lỗi nuốt chia sẻ nếu ai đó share trên các nền tảng như Facebook, Telegram. Trước khi tự thiêu vào chiều thứ sáu, Astarello đã viết một bản tuyên ngôn đáng báo động mà ông đang lên mạng, cảnh báo về điều mà ông mô tả là một cuộc đảo chính thế giới phát xích tận thế sắp xảy ra, đồng thời gửi thông điệp chỉ trích phiên tòa cực tả và vạch trần nhiều sự bất công mà người thân ông phải gánh chịu dưới thời Joe Biden đang ngồi trong tòa bạch ốc. Chính những thẩm phán, biện lý ở các tòa án tiểu bang đã và đang dung túng cho tội phạm, truy diệt những người bất đồng chính kiến với Biden một cách không công bằng như cách mà cựu Tổng thống Trump đang phải đối mặt. Biden chỉ trích nặng nề khi phản đối vì các giảm thuế của Trump. Nó sẽ hết hạn, và nếu tôi được bầu lại, nó sẽ vẫn hết hạn. Thưa quý vị, Joe Biden hôm thứ Sáu là một mớ hỗn độn lan man không mạch lạc khi ông phát biểu trước các thành viên của Hội nghị Xây dựng và Bảo trì của Tổ chức Anh em Công nhân Điện Quốc tế IBEW ở Washington DC. Biden lắp bắp và hét lên trong suốt bài phát biểu ngắn của mình. Biden cũng chỉ trích việc các giảm thuế thành công của Tổng thống Trump. Vào năm 2017 và mọi người lúc đó đều được hưởng lợi để có kinh tế vững mạnh và cuộc sống gia đình đầm ấm hạnh phúc. Theo Bộ Thương mại, các công ty Mỹ đã chuyển 1.000 tỷ đô la trở về Hoa Kỳ dưới sự cắt giảm thuế của Tổng thống Trump. Một số tiện ích của Mỹ giảm giá cho khách hàng nhờ các giảm thuế của Tổng thống Trump. Hơn 13.000 công ty tập đoàn thưởng cho nhân viên nhờ các giảm thuế của Tổng thống Trump. Thời thế thật tốt đẹp dưới thời Trump, lạm phát ở mức dưới 2%, giá sân thấp, chi tiêu rẻ. Thế nhưng người Mỹ hiện đang phải chịu đau khổ dưới thời Joe Biden vì các chính sách sưu cao thuế nặng và chi tiêu chống Mỹ của ông ta. Biden nặng nề nói lấp bấp khi bác bỏ các khoản cắt giảm thuế của Trump và nói nếu tôi tái đắc cử, nó sẽ tăng thuế. Thị trưởng chuyển giới được Biden cất nhắc tại California nay bị sa thải và đuổi cổ khỏi văn phòng vì để bối cảnh tình trạng vô gia cư và tội phạm gia tăng. Thưa quý vị, cư dân của một thị trấn biên giới ở California đã đuổi thị trưởng chuyển giới vừa thức dậy của họ ra khỏi văn phòng trong bối cảnh thành phố đang phải vật lộn với các vấn đề xã hội nghiêm trọng. Vào đầu tuần này, Gateway Pandit đưa tin rằng thị trưởng Calestico Raul Urana, 26 tuổi, thị trưởng chuyển giới đầu tiên được chính quyền Biden hậu thuẫn, đang phải đối mặt với nỗ lực bãi nhiệm nghiêm trọng từ những người dân đã chán ngấy cái gọi là lãnh đạo của ông. Calexico là một thành phố nhỏ có nhiều người gốc Tây Ban Nha ở phía nam quận Imperial, nằm ở biên giới Mexico và California. Calexico đã để tỷ lệ tội phạm tràn lan và sự xuất hiện của các khu trại dành cho người vô gia cư, khiến thành phố trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Triều đại của Urana đã khiến khu vực trung tâm thành phố gặp nạn. Mặc dù là nam giới về mặt sinh học, nhưng Urana lại liên tục được ba đình và đảng dân chủ xác định là một phụ nữ chuyển giới và sử dụng đại từ cô ấy. Anh ngừng sử dụng những bộ vest truyền thống làm trang phục công sở, mà thay vào đó là những chiếc váy xẻ sâu, khoe phần ngực vẫn còn nhiều lông. Tờ Daily Mail tiết lộ rằng gần 94% cử tri đã bỏ phiếu bãi nhiệm Urana vào ngày 16 tháng 4, một chiến thắng vang dội cho sự thức tỉnh. Theo cơ quan này, Tổng số 4.933 phiếu bầu đã được bỏ trong cuộc truy tố lão ta. Căng thẳng leo thang ở Trung Đông có thể gây cú sốc mới cho thị trường toàn cầu. Thưa quý vị, những thông tin về cuộc tấn công bằng tên lửa của Israel trả đủ Iran, nguy cơ đẩy Trung Đông vào một cuộc xung đột sâu sắc hơn nữa, đã làm rung chuyển thị trường thế giới với những rủi ro địa chính trị, có thể làm thay đổi nhanh chóng xu hướng của mọi thứ, từ dầu mỏ đến trái phiếu, đồng thời làm tăng nguy cơ lạm phát bùng phát trở lại. Chứng khoán thế giới sụt giảm trong ngày thứ sáu, ngày 19 tháng 4, dầu mỏ nhanh chóng tăng hơn 3 đô la trên thùng ngay sau khi thị trường vừa mở cửa và trái phiếu chính tăng giá khi nhu cầu cất giữ tiền vào những nơi trú ẩn an toàn đột ngột gia tăng. Diễn biến của các thị trường sau đó đã dịu lại chút ít nhưng căng thẳng gia tăng khó lường tạo ra sự bất ổn mới và làm dấy lên mối lo ngại giá dầu tăng cao và khả năng gián đoạn nguồn cung có thể khiến lạm phát gia tăng ở mức cao, thậm chí nguy cơ tăng trở lại. Tom Grapp, người phụ trách chiến lược vĩ mô khu vực châu Âu của công ty State Street Global Market cho biết, mặc dù những động thái này có vẻ lành hơn so với lo ngại lúc đầu, nhưng có lẽ chúng ta cần đánh giá lại mức độ rủi ro. Dưới đây là một số diễn biến đáng chú ý của thị trường thế giới. Thứ nhất, dầu mỏ. Giá dầu đã tăng khoảng 13% trong năm nay, lên gần 90 đô la trên thùng, và dầu thô Brent hiện vẫn ở mức cao. Quỹ tiền tệ quốc tế hôm ngày 16 tháng 4 đã mô tả một kịch bản bất lợi, trong đó căng thẳng ở Trung Đông, leo thang đẩy giá dầu tăng 15% và chi phí vận chuyển tăng theo sẽ khiến lạm phát trên toàn cầu tăng khoảng 0,7 điểm phần trăm nguồn cung dầu thắt chặt và giá tăng cao càng trở nên trầm trọng khi nhóm sản xuất dầu OPEC và các nhà sản xuất dầu lớn khác đang hạn chế sản lượng. Morgan Stanley đã nâng dự báo giá dầu thô Brent quý 3 năm 2024 lên 94 đô la trên thùng. 2. Lạm phát vòng 2 Do vừa bất ngờ trước những con số lạm phát mới nhất của Mỹ cao hơn dự kiến, các nhà đầu tư đang theo dõi sát giá dầu. Chính được giá năng lượng tăng cách đây 2 năm đã góp phần đẩy lạm phát và lãi suất tăng mạnh trên toàn cầu. Giá dầu cao cản trở nỗ lực lạm phát và có thể dẫn tới việc xem xét lại kế hoạch cắt giảm lãi suất trên toàn cầu. 3. Cổ phiếu năng lượng tăng giá Cổ phiếu năng lượng hưởng lợi từ giá dầu tăng. Chỉ số dầu trong S&P 500 và chứng khoán dầu khí châu Âu đều đã đạt mức cao kỷ lục vào đầu tháng 4 năm 2024 trước khi hạ nhiệt sau đó. Mỹ không chấp nhận Palestine là thành viên Liên Hợp Quốc. Kính thưa quý vị, hôm qua ngày 18 tháng 4 năm 2024, các thành viên Hội đồng Bảo an đã bỏ phiếu về việc Palestine chuyển từ quy chế quan sát viên thường trực sang là thành viên chính thức của Liên Hợp Quốc. Dự thảo nghị quyết đã bị bác bỏ vì Mỹ, một trong năm thành viên thường trực Hội đồng Bảo an, đã phủ quyết cho dù có 12 phiếu thuận và 2 phiếu trắng, gồm Vương quốc Anh và Thụy Sĩ. Chính quyền Palestine đã ngay lập tức lên án quyết định này của Hoa Kỳ, gọi đó là sự tấn công trắng trợn luật pháp quốc tế và khuyến khích cuộc diệt chủng nhắm vào người dân Palestine, đẩy tình hình khu vực đến bờ vực thẳm. Trước đó, vào năm 2011, khi Palestine xin gia nhập Liên Hợp Quốc, Barack Obama đã khẳng định Washington muốn việc Israel công nhận nhà nước Palestine không phải do bị ép buộc bởi yêu cầu xin gia nhập Liên Hợp Quốc cho phép hợp thức hóa xa hơn một chút tư cách của Palestine. Việc công nhận này phải là kết quả của một sự thỏa thuận thương lượng giữa hai bên. 13 năm sau, chính quyền Biden vẫn theo quan điểm đó và họ còn mập mờ nước đôi khi tuyên bố tin tưởng rằng giải pháp hai nhà nước sẽ giúp giải quyết xung đột giữa Israel và Palestine. Thế nhưng lần này có sự khác biệt là việc 12 nước thành viên Hội đồng Bảo an đã ủng hộ yêu cầu xin gia nhập của Palestine, cho thấy có sự thay đổi sâu sắc trong quan điểm của cộng đồng quốc tế và đa số các nước tin tưởng rằng việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập sẽ giúp ổn định tình hình Trung Đông. Sự chậm trễ kéo dài trong việc thành lập nhà nước Palestine độc lập chính là nguyên nhân sâu xa gây ra các cuộc xung đột. Pháp đã bỏ phiếu thuận và đó là một tín hiệu mới. Điều này cũng cố thêm lập trường của Tổng thống Emmanuel Macron rằng chủ đề này không còn là điều cấm kỵ đối với Paris. Những thông tin vừa rồi đã khép lại phần tin tức hôm nay do Emily và Cộng sự thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp.